tâm Bồ Tát thường trụ nơi mười đại pháp tạng. Những gì là mười, đó là trụ vào sự nghĩ nhớ tất cả chư Phật, trụ vào sự nghĩ nhớ tất cả Phật Pháp, trụ nơi đại bi điều phục tất cả chúng sinh, trụ nơi trí huệ không nghĩ bàn thị hiện cõi nước thanh tịnh trụ nơi quyết định giải vào sâu cảnh giới của chư Phật, trụ nơi tướng bổ đè bình đẳng của tất cả chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, trụ nơi bờ mé không chướng ngại, không chấp trước, trụ nơi tất cả pháp tánh vô tướng, trụ nơi căn lành bình đẳng của tất cả chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, trụ nơi trí tiên đạo thân miệng ý pháp giới không khác biệt của tất cả như lai quá khứ vị lai hiện tại, trụ vào sát na tế quán sát tất cả chư phật ba đời thọ sinh xuất gia đến đạo tràng thành chánh giác chuyển bánh xe pháp vào niết bàn phật tử mười đại pháp tạng này rộng lớn vô lượng bất khả số bất khả sưng bất khả tư bất khả thuyết vô cùng tận khó nhẫn thọ tất cả trí huệ thế gian không thể xưng tán tường thuật hết được Phật tử đại Bồ Tát này đã đến được bờ bên kia các hạnh của Bồ Tát phổ hiền, chứng được pháp thanh tịnh trí lực rộng lớn, khai thị chúng sinh vô lượng căn lành, tăng trưởng tất cả thế lực của Bồ Tát trong khoảng niệm niệm đầy đủ tất cả công đức của bồ tát thành tựu tất cả các hạnh của bồ tát đắc được pháp đà la ni của tất cả chư phật thọ trì pháp của tất cả chư phật nói tuy thường an trụ chân như thật tế mà tùy thuận tất cả lời nói của thế tục thị hiện điều phục tất cả chúng sinh tại sao vì đại bồ tát trụ tam muội này pháp như vậy phật tử đại bồ tát nhờ tam muội này mà đắc được trí rộng lớn của tất cả chư phật được biện tài tự tại khéo nói tất cả pháp rộng lớn được pháp vô ý thanh tịnh thù thắng nhất trong tất cả thế gian được trí huệ vào tất cả tam muội được phương tiện khéo léo của tất cả bồ tát được môn quang minh của tất cả các pháp đến được bờ bên kia an ổn tất cả thế gian pháp biết tất cả chúng sinh thời phi thời chiếu mười phương thế giới tất cả mọi nơi khiến cho tất cả chúng sinh được thắng trí làm vô thượng sư của tất cả thế gian an trụ nơi tất cả các công đức khai thị cho tất cả chúng sinh tam muội thanh tịnh khiến cho họ vào trí huệ tối thượng tại sao vì đại bồ tát tu hành như vậy thì lợi ích chúng sinh tăng trưởng đại bi gần gũi thiện tri thức thấy được tất cả chư phật thấu rõ tất cả các pháp đến được tất cả cõi Phật, vào được tất cả phương, vào tất cả thế gian, ngộ tất cả pháp tánh bình đẳng, biết tất cả chư Phật tánh bình đẳng, trụ nhất thiết trí tánh bình đẳng. Ở trong pháp đó tạo nghiệp như vậy, chẳng tạo nghiệp khác, trụ tâm chưa đủ, trụ tâm chẳng tán loạn, trụ tâm chuyên nhất, trụ tâm siêng tu, trụ tâm quyết định, trụ tâm chẳng biến đổi, tư duy như vậy, tạo nghiệp như vậy rốt ráo như vậy